家金尊老师说老南海新竹山出发
Tôi ước ao được biết Đức Kitô nhất thiết người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được sống phần những đau khổ của người, nhờ nên đồng hình đồng giảng với người trong cái chết. Nếu ta cùng chết với người, ta sẽ cùng sống với người. Anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, đã cùng được trỗi dậy với người vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, đấng làm cho người trỗi dậy từ khỏi chết. Thiên Chúa đã thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống.